Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 034 830 843. Rồi, cập nhật danh sách món hàng còn hay đã bán rồi ở dưới cái tiêu đề của video này. Mọi người bấm vô để xem nha. Rồi, xem cho để mình liên hệ cho nó tiện nha mọi người. Hôm nay mình giới thiệu cái video 98. Có mấy món đồ sau đây nè. Mọi người nhớ bấm vô đăng ký kênh theo dõi để cập nhật về mấy cái video mới á. Em đăng lên cho mọi người xem nó nhanh ha. Nó thông báo về cho mọi người biết. Rồi, đầu tiên là cái cây cắt kiến. Đây cây cắt kiến của Nhật mọi người. Nó xài là viên đá nha. Đây viên đá đá kim cương ha. Gọi là đá kim cương nha, nhân tạo mọi người. Đá này rất là nó rất là sắc, cắt trên kiến thì nó rất là sắc luôn ha. À, nó có cái cạnh rất là nhỏ, nhưng nó rất là nhỏ đó, nó được háp trên cái cục đồng rồi đó. Rồi cắt kiến của Nhật không dùng dầu ha. Cái kiến này có mã là 9801 nha, giá 150 ngàn. Rồi tiếp theo em về hai cái tai nghe nè. Đó, một cái này của Elicom. Elicom của Nhật ha. Elicom là nó bán cái công ty này của Nhật, nội địa Nhật ha. Cái tai nghe này là sử dụng Bluetooth, không có dây. Đây lỗ cắm sạc nè, bên nó xài rất là lâu. Đây là cơm đây, hàng Nhật ra rất là hay mọi người. Chung là hàng này tiêu chuẩn là của Nhật, rất là chất lượng. Cái này thì mọi người kết nối Bluetooth mở lên ha, giữ nút nguồn rồi nó nháy đèn lên, rồi mọi người bấm vô Bluetooth ha. Đó. Đó này, nó hiện cái Bluetooth của cái tai nghe nè. Vô kết nối. Rồi nó đã kết nối nè. Là lúc này mình nghe được ha. Đối với trên iPhone thì nó sẽ có hiện thị cái pin của cái tai nghe luôn nè. Đó, nó kế bên cái biểu tượng cái tai nghe đó. Rồi. Cái này thì nó có mic đàm thoại luôn mọi người. Đây mic nè. Mic đàm thoại. Tai nghe này bên phải nè, cổng này R là bên phải, L là bên trái. Loại này mang cách âm rất là tốt. Nó tai nghe cách âm ha, chuyên để nghe nhạc. Âm bass rất là chắc. Rồi tắt nguồn thì mình giữ nguyên ha, tắt nguồn. Rồi. Cái nút này thì bấm nghe điện thoại cũng được, nghe gọi ha. Rồi tới cái tai nghe Elicom này có mã là 9802 ha, giá 500 ngàn. Rồi tiếp theo một cái tai nghe của Sony. Đây. Tai nghe có dây ha, gắt 3.5. Đây dây rất là đẹp. Sony MDA X650. XB50. Đây. MDR XB50 mã sản phẩm của Sony ha. Tai nghe này âm bass rất là chắc mọi người. Bass rất là to luôn nè. Thiết kế rất là to. Nghe nhạc rất là sướng luôn ha. Sony. Chính hãng thị trường Nhật nha mọi người.
Đây, trái phải luôn ha. Tay còn tương đối rất là đẹp. Đó. Rồi, ok, cái tai nghe này có mã là 9803 nha, giá 450 nha. Tai này là tai sử dụng dây rắc là 3.5 thông dụng nha mọi người. Là 3.5 tiêu chuẩn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo là một cái kính lúp. Đây, một cái kính lúp cũng khá là to của Nhật. Kính lúp ha. Đây, kích thước của kính này là 10 cm nha. Đây, rất là trong luôn ha. Kính này chất lượng rất là trong. Còn khá đẹp. Nó dày mà nó to nữa ha. Cái cán nè, cán là 13 cm nha. Đây. Cũng to, rất là to ha. Rồi, cái kính lúp này có mã là 9804 nha, giá 300 ngàn. À, tiếp theo là một cái bộ lọc khí ion. Đây là lọc không khí nha mọi người, lọc không khí mini để trên xe hơi nha. Nó chuyên dùng cho xe hơi nha mọi người. Đây có mã nè. Thương hiệu này là của thằng Saab. Saab có mã luôn nha mọi người. Đây cái bộ phận lưới lọc nè, quạt. Đây in highlight cho mọi người xuất cho thị trường Nhật ha. Đây có nhiều, nó có mấy chế độ để chỉnh nè. Máy sóng chạy ok nha mọi người. Đã test vô cái nguồn 12V thử rồi. Đây là cái nguồn nha mọi người, chỉ có trên xe hơi thì nó mới có cái gắt cắm này. Cái gắt từ cái tẩu hút ra đó. Ra cái gắt 12 này nha. Đây gắt 12 của xe hơi. Đây là cái bộ ion của nó nè. Cái bộ kim ion. Dưới đây là cái quạt sò. Nó quạt lọc tạo khí ion ha. Mọi người cắm vô cái gắt rồi ló cái dây ra đây nè. Rất là nhỏ gọn, nó để ngay chỗ cái bình nước của xe luôn ha. Rất là nhỏ gọn. Sắp. Rồi cái máy lọc khí ion của xe ô tô này có mã 9805 nha, giá 950 ngàn. Không có kèm dây sạc nha mọi người. Dây này thì mọi người mua ngoài cũng có. Dùng trên xe hơi á, dây rắc 12V xe hơi là nó đúng cái rắc này. Đó. Rồi mọi người cần dùng thì liên hệ nha. Mã là 9805, giá 910 ngàn. Để em đo cái đường kính của cái kích thước của cái này cho mọi người dễ hình dung nha. Này là 15 cm. Chiều cao ha. Cái đấy nó là 6 phần rưỡi á. Trên nó là 7 phần rưỡi. Rồi tiếp theo về một cây mỏ hàng rất là đẹp của Haco ha. Đây mỏ hàng Haco, mũi zin của Haco luôn nè.
Đây hạt cô, cái mũi hạt cô nè. Đây. Món hàng này xài điện 100V nha. Điện nhập 100V là công suất là 100W. Đây độ nóng là 300 độ C luôn nè. Nó có để nhiệt độ nóng nè. Hạt cô. Nó viên nguyên dây luôn ha. Rồi, cái mỏ hàng này có mã là 9806 nha. Giá là 350.000. Tiếp theo là một cái hước Livo của thằng Mỹ nha. Kenlin Tut. Nè. Thương hiệu này nè. Cho ta ha. Cây hước này là hước nhôm. Dưới con nó cũng có 500 nè. Đây có 500 nè, nguyên một miếng 500 mỏng này dán ở đây ha. Đó. Đây mặt dưới thì phẳng. Ở đây nó bị hơi cong tí xíu nha. Nhưng mà cái mặt trên này thì mọi người không cần dùng, nói chung là chỉ dùng mặt dưới là chính ha. Cái mặt này nó hơi cong tí xíu chỗ này đó, cong tí ha, đó mọi người nhìn cũng thấy ha. Nè thấy nó còn nè, thấy này là ba hướng ha, cần được ba hướng. Kích thước của cây này là 23 cm nha. Chiều cao nó là 4 phân. Rồi cái thước Livo này có mã là thước Livo của Mỹ ha. Mã 9807 nha, giá 200.000. Rồi tiếp theo về hai cây cắt tôm. Còn rất là đẹp ha. Đây tình trạng còn rất là đẹp. Hai cây tương đương nhau nha. Hai cây này đặc biệt nó là của Mỹ. Này. Thằng này là của thằng đây. Thương hiệu đó mọi người. Mỹ sản xuất nè. Đây lưỡi nó còn rất là nguyên đó. Còn nguyên không mài gì hết ha. Nè không có độ rơ ha. Còn rất là khít luôn. Cây này cắt thì khỏi chơi rồi. Này ốc nè, ốc zin hết nè. Chưa có xiết lại. Chung nó còn nguyên, chưa có rơ gì hết á. Này kích thước nó là 26 cm nha. Đây phần lưỡi nó là gần 5 phân ha. Đó. Rồi cây. Cây này cũng của Yota nha mọi người. Đây. Yota sản xuất luôn ha. Đây lưỡi cũng còn nguyên luôn. Lưỡi nguyên zin ha. Đây hàng Mỹ cầm rất là to chắc ha. Đó. Đây không có độ rơ nha mọi người. Chung là khít gịch à. Rất là cứng. Đây. Lưỡi cũng còn ốc còn zin hết nè. Rồi, cây này cũng là kích thước là 25 ha. Cây này kích thước 25 nè. Phần lưỡi là 4 phần mọi người. Đây, 4 phần. Đó.
hai cây giá bằng nhau mọi người, 500 ngàn một cây mọi người. Mã là 9808 nha, giá 500 ngàn một cây. Rồi tiếp theo là một cái cây cưa tỉa của Nhật. Đây cưa tỉa của hàng nội địa Nhật ha. Lưỡi còn rất là bén, tình trạng còn rất là bén nha. Đây, cái này nó dùng một hai lần à. Đây có dùng sơ qua rồi, một hai lần, tình trạng còn rất là bén. Cái này nó chuyên tỉa mấy cái cành nhỏ của cây nha mọi người. Mọi người chơi cây trong chậu thì sẽ biết ha. Chuyên tỉa mấy cái cành nhỏ, lưỡi nó là lưỡi 20cm à. Rồi, cây cưa tỉa của Nhật này có mã là 9809 nha, giá 200 ngàn. Rồi, cuối cùng hôm nay là cái bộ đây của hương hiệu là cái bộ lục giác. Lục giác cầm tay nó thu gọn ha mọi người. Nó thu gọn trong cái cán nè. Cái bộ này thì nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 số mọi người. Lục giác 6 số của hương hiệu này nè. Thì đó. Switun này hương hiệu này của châu Âu mọi người. Hương hiệu Switun này của châu Âu Thụy Sĩ á. Đây mình lấy mũi ra như vậy nè. Xay nó đúng ngay chỗ cái mũi á, rồi mình lấy ra rồi đem nó vô phía chân giữa nè, nó sẽ có cục 500 rất là mạnh, nó hít chỉ vô đó, nó hít rồi nè, hoặc rút ra nè, hít nè đó, rồi mình xài. Ví dụ muốn xay tới cái mũi này nè, mình xay cái mặt này tới mũi này ha. Đây bên đây là mỡ nè, đó. Cái chỗ này là mỡ nè, chỗ dấu nó đánh dấu đỏ nè, thì xây tới đây mình muốn lấy mũi này đó. Rồi mấy mũi này nó có kích cỡ là đây 5 mm không mọi người, là 5 mm. Đây 4 mm. Đây là 3 mm nha. Rồi mũi này 2.5 ly. Rồi mũi này 2 ly ha. Rồi còn một mũi. Rồi mũi này là 5.5 ly ha. Vậy là nó có từ 5.5 mm trở xuống nha mọi người. Tình trạng mũi này thì nó có sử dụng rồi ha. Đây. Đây nó thu gọn rất là gọn. Kích thước nó là 13 cm ha. Rồi khi lấy mũi ra là tổng kích thước nó là 20 cm. Đó là tiêu chuẩn của một cây tôi thích ha. Tiêu chuẩn nhỏ gọn. Đó. À cái này nó cái cán nó mẻ tí xíu ha. Đây. Mọi người kỹ thì giờ mình dán nó lại. Mình giỏ keo dán lại tí ha. Đây nó mẻ ở chỗ này. Đó. Còn băng keo ở đây lại thì xài nó kỹ ha. Rồi cái tua vít này có mã là 9810 nha. Giá là 250 ngàn. Rồi em kết thúc video đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ.